tính cách á thì nhẹ nhàng, dịu dàng và hiền lành. Bao luôn, có đây bao luôn. Bao luôn. Ừ. Anh xin phép đeo cho em được không ạ? Có lẽ em phải hát chiếc vòng cầu hôn đấy. Những giây phút này họ sẽ cảm nhận về nhau rất là thật đấy. Được không? Để anh cố gắng. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ là một bờ vai vững chãi của em. Được rồi. Nguyễn Thị Lan, năm nay em 26 tuổi. Quê hương em là ở Vĩnh Phúc. Nhưng mà hiện tại thì em cùng gia đình đã chuyển vô Sài Gòn sinh sống và làm việc ạ. Công việc hiện tại của em là nhân viên kế toán. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Thắng, 32 tuổi. Em tới từ Hà Tĩnh. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Công việc của em hiện tại là kỹ sư quy trình cho một công ty sản xuất kính quang học. Nhiệm vụ của em là thiết lập quy trình để từ đầu đến cuối để sản xuất ra một sản phẩm. À, về kỹ thuật đúng không? Dạ. Rồi. Mời bạn nữ giới thiệu trước, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì được mọi người thường nhận xét là một người hướng nội, nên là các công việc như nấu ăn, công việc gia đình là em có thể làm được ổn. Sở thích của em là thích mày mò những món ăn trên mạng và làm đồ handmade. Điểm nhược điểm của em là em cũng hơi ít nói, ăn nói cũng không được khéo cho lắm. Mình có tật xấu gì không? Ở nhà là em thường thích người gọn gàng, sạch sẽ, nên là ở nhà nhiều khi mọi người mà làm cũng không vừa ý em, là em cũng hay nói đi nói lại nhiều lần á. Hay cằn nhằn đó đúng không? Nói cằn nhằn thì cũng không đúng đâu ạ. Tại vì em cũng nói một hai lần thì mọi người không làm thì em cũng không có nói chỉ một hai lần thôi hả? Kỹ tính thôi chứ cũng không có cằn nhằn gì. Rồi bạn trai. Điểm mạnh của em thì em chơi được khá là nhiều môn thể thao. Khi yêu em rất là quan tâm bạn gái hết lòng. Về điểm yếu của em thì tính tình của em khá là thẳng thắn, đôi lúc cũng làm người đối diện hoặc là không cảm thấy không có khó chịu đó. Thẳng quá, dụ như người ta vậy mà nhìn vô thấy người ta xấu mình nói con nồi gì xấu quá, xấu thì ghê. Thật như nó là như vậy, nhưng mà nói vậy thì mất lòng ta. Dạ, dạ. Nhưng mà anh nghĩ thẳng quá cũng không tốt. Dạ. Ví dụ như nói anh cũng được, cũng dễ thương vậy thôi. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình á, em muốn là anh phải cao một chút, khoảng từ 1m65 trở lên thì càng tốt. Anh cao nhiêu anh? Em đạt chế độ min gì? Đó, em cứ nói những cái tiêu chuẩn giảm đi. Chỉ cần dễ nhìn, hiền lành. Về tính cách thì em muốn là một người có trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là không hút thuốc. Anh không hút thuốc em. Rồi, khỏe luôn. Anh ơi, cho em hỏi là quê anh ở Hà Tĩnh đúng không ạ? Đúng rồi em. Nhưng mà anh có xác định là lập nghiệp sinh sống ở Sài Gòn không ạ? Kế hoạch của anh thì anh hướng là định lập nghiệp và ổn định tại Bình Dương. Còn sau này nếu có cơ hội quen em thì có thể mình trao đổi và có thể thay đổi cái, có thể lên Sài Gòn sống cũng được. Sau này thấy hợp nhau thì chúng ta có thể chuyển công việc gần nhau hơn. Còn em trai, em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một người về tính cách á, thì nhẹ nhàng, dịu dàng và hiền lành. Bao luôn, có đây bao luôn. Bao luôn. Gì nữa, nói tôi nghe. Còn coi về ngoại hình thì cao khoảng từ 1m50 trở lên là được. Da trắng hả? Dạ. Yeah. Bao luôn, nửa cái bao. Tiếp. Hết rồi chị. Hết rồi hả? Em có yêu cầu gì tuổi tác không? Dạ, em muốn là từ 86 đến 90. Em trai sinh năm nhiêu? Em 85 chị. Nó lọt ra khùng chút xíu à. Ôi, lọt có ra khung chút xíu không sao đâu. Khoan, để coi bên đây bạn gái người ta đi coi tuổi gì nè. Tại 85 được không? Cái này cũng không phải là coi tuổi mà chỉ là ở nhà. Mẹ em nói là hai tuổi này ở với nhau thì sợ là không có là thật là lắm. Em chỉ sợ là anh đấy lo thôi. Em là phụ nữ đâu có lo nhiều. Trời, phát đạt hay không phải do mình cố gắng cài chứ. Để hỏi bạn Nam coi. Bạn Nam có coi tuổi gì không? Dạ, dạ em không gì. Con gì cũng được phải không? Dạ, con gì cũng được chị. Không có con không được à? Em là đang ở với ai? Hiện tại thì em đang ở với em trai. Ba mẹ em vẫn ở ngoài quê. Mình có điều gì mình không thích ở người phụ nữ nữa không? Đó là vô tâm chị. Không, cô này thì tề da nội trợ, nhìn mặt là em thấy hiền thục liền. Những người như vậy không có vô tâm đâu. Chắc là... Được ha? Được. Em có ghen không? Dạ, cũng có chút anh. Mình ghen cái nào đúng thì mình ghen. Ừ, cũng được. Em chào anh gái. Anh có tính hơi ghen đó, em sợ không? Em thì là một người là trung tình, nên là thì em đã xác định là quen ai là chỉ có một người đó thôi. Em có thích mơ mộng, có thích lãng mạn hay không? Chắc ai cũng một chút mơ mộng lãng mạn. Nhưng mà đừng có xuyên xúa quá là được. Vậy được ha. Em thích chừng nào đám cưới?
Hai người có thể quen nhau khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi. Anh này lấy liền luôn, được không? Cái đó thì tùy thuộc vào tình cảm hai người. Không, ảnh là muốn lấy liền đó, phải yêu nhau là lấy đó. Thì lúc đó yêu nhau rồi, yêu nhau đủ lớn rồi. 6 tháng được không? Cái đó còn tùy vào hai người nữa. Ảnh thích 6 tháng đó. Em chịu không? Chịu không? Chịu không? Dạ được. Được rồi. Hôm nay mình đi với ai nè? Dạ, em có đi với anh trai và các chị làm chung phòng với em ạ. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường xinh đẹp ạ. Em là anh trai của bé Lan. Sau thời gian theo dõi vừa rồi thì em thấy anh trai bên này cũng rất là ok. Em okay. Trai chứ sao anh trai được em trai bên này? Dạ, dạ, em trai bên này ạ. Cảm ơn anh. Thì anh cũng thấy em là một người chính chắn, có công việc ổn định. Các cụ đừng nói là duyên phận tình ta, đấy. Duyên là do trời định, còn tình là do ta chọn. Hai em nên suy nghĩ và cho nhau một cái cơ hội. Cảm ơn anh. Còn em trai đi với ai? Em đi với anh họ, đồng nghiệp và những người bạn của em. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cũng chào quý vị khán giả. Anh là anh họ của Nguyễn Tấn Thắng. Đối với bên em gái thì nhìn thấy cũng dễ thương, xinh gái. Cảm ơn nói anh chuyện ạ. Cũng dễ hòa đồng, hai người nói chuyện cũng có hợp. Thì đây là cái chương trình tạo cái kết nối yêu thương cho hai đứa, nhưng mà hai đứa sẽ cho nhau một cái cơ hội và để tiến gần xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ. Kéo màn. Chúng ta có 2 phút trò chuyện. 2 phút bắt đầu. Anh chào em. Anh có món quà tặng cho em. Hôm nay em cũng có món quà do tự tay em làm. Tuy là không được tinh tế như của người ta, nhưng mà em mong là chúng ta có thể xích lại gần nhau như hai trái tim này. Rồi, anh cảm ơn em. Anh có cảm nhận gì về em không ạ? Lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em rất là xinh. Dạ, cảm ơn anh. Hơn cả sự mong đợi của anh. Còn còn em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh là cũng cao ráo, hiền lành, nhìn cũng rất dễ mến. Không biết là anh có thích có những phim kinh dị hay là kinh ma không ạ? Anh cũng ít xem phim kinh dị và phim ma. Em thì tuy là rất là hay bị hồi hộp, hay bị sợ bị giật mình á, nhưng mà em rất là khoái xem những phim đó. Em muốn hỏi anh là về cái việc ghen á, nhưng mà em thì em biết rõ con người em là người rất là trung tình. Em rất là thoải mái với mọi người xung quanh, có thể một bạn, mọi người, kể cả bạn nam lẫn bạn nữ, khi mà quen biết bình thường thôi, nhưng mà khi họ chia sẻ tâm sự với em á thì em sẵn sàng nhắn tin nói chuyện với họ thường xuyên. Không biết cái việc đó có ảnh hưởng gì, anh thấy như thế nào? Nói chung mình khi mình yêu thì mình dành thời gian cho người yêu rồi, nhưng mà mình cũng phải có một cái khoảng nào đó cho bạn bè, thì anh thấy điều đó là bình thường. Em nói là em trung tình cũng đúng, là cái đúng với cái quan điểm về tình yêu của anh. Các bạn ở xa cũng khá xa đó, hẹn hò thế nào? Khoảng cách từ Bình Dương lên Sài Gòn là đối với anh là gần. Em thì em rảnh gần hết là các tối trong tuần, cho nên em có thể sắp xếp thời gian tùy vào cái thời gian bạn nữ thôi. Còn em thì có thể cả tuần cũng được. Chạy nổi không mà hứa, nghe đã dữ vậy. Anh nghĩ là anh với em gặp đây là có một cái duyên. Anh thì không phải là một người đàn ông hoàn hảo, nhưng anh luôn luôn cố gắng thay đổi và tiếp thu những cái việc tốt để trở thành một người chồng và một người bố tốt trong tương lai. Bạn gái cảm nhận gì ở chàng trai đối diện? Em thấy anh ấy rất là hiền, chân thành, có thể dựa dẫm được. Bạn trai có hát bài hát nào để tặng bạn gái không? Có bao giờ chân trời xanh thế như mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm, như tình yêu như mùa xuân đến. Xin hết ạ. Trời, đang hay quá mà. Nghe hát thấy con tim có rung động chưa? Có chút chút thôi. Có chút chút đúng không? Dạ. Bây giờ nó còn cái này rung động hơn nữa nè. Em mở cái hộp quà đi. Đứng lên, mạnh dạn lên, còn chờ gì nữa. Anh xin phép đeo cho em được không ạ? Đáng lẽ em phải hát chiếc vòng cầu hôn đấy. Những giây phút này họ sẽ cảm nhận về nhau rất là thật đấy. Được không? Để anh cố gắng.
Trời ơi, hủ hồ. Và đeo xong rồi hai người nắm tay luôn đi. Chờ anh xin đẹp nắm tay em ạ. Nắm hai tay luôn. Cảm tay, nhận. Nắm vào nhau. Mắt nhìn thẳng nhau. Vào nhau. Mắt nhìn thẳng vào nhau. Hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ là một bờ vai vững chãi của em. Được rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai em. Và bây giờ đến phút quan trọng của cuộc đời mình nha các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Có thể nhắm mắt lại để cảm nhận được những cái gì chúng ta đã trao đổi với nhau từ nãy đến giờ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Nụ hôn đầu tiên đấy. Anh bắt xin đẹp hôn anh nhé. Đấy xin hôn. Từ đấy đi, đấy Nguyên, đấy Nguyên. Dạ, dạ, đúng, tại vì là phụ nữ nó, đúng rồi. Nó trải qua khổ lắm. Dạ, bạn này nãy giờ chia sẻ bạn ấy rất là chân thành luôn á. Thì tôi có nói gì đâu. Tốt lắm, đàn trai là tôi là tôi thấy là tôi quá ưng gia đình bên đàn trai rồi đó. Tôi còn ưng đàn trai rồi nói chi ai. Thì đó, thì bây giờ đó, ông coi bên đàn gái tôi làm sao nè. Đàn trai sao cũng được hết trơn á, miễn là phụ nữ được rồi. Ừ. Không, xích qua tôi coi đàn gái cái coi. Đó, tôi móc áo tôi luôn rồi nè. Dạ. Rồi. Dạ, chào anh Nguyên Linh. Ha. Dạ, thấy hai chị em như nhau. Đồng mạng. Dạ, em tên là Nguyễn Tiến Phước. Hôm nay em 38 tuổi. Quê quán Cần Thơ, làm việc ở Sài Gòn. Phước 38 tuổi, dạ. Quê Cần Thơ, dạ. Làm Sài Gòn mà làm gì Phước? Dạ, làm tài xế. Tài xế lái xe gì? Dạ, lái xe sắt thép xây dựng của Villa Kiwell. Vậy là xe, gọi là xe công đó đúng không? Xe tải bự đúng không? Xe 3 tấn rưỡi anh Linh. À, rồi Phước 38 tuổi, quê em. Cần Thơ, làm thành phố Hồ Chí Minh, lái xe. Còn em? À, dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và dạ, chào anh bên kia cùng quý vị khán giả. Em là Nguyễn Thị Xuân An, em năm nay 31 tuổi, em là chuyên viên của làm tại Sở Khoa học Công nghệ Long An ạ. Dạ. Sở Khoa học Công nghệ Long An. Dạ. Hôm nay thì tới với chương trình đó thì em cũng có một món quà nhỏ để tặng chị Hồng Vân. Ủa, đây cái này là chị hả? Tay em hôm qua em mới làm hôm qua để dành tặng cho chị ạ. Ồ, trời ơi chị cảm ơn em. Dạ. Cưng quá vậy. Rồi dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ. Tự tay đó hả? Dạ tự tay em làm ạ. Nhớ chị Linh đi nha Vân. Nè. Cho lưng sợi dây sao? Cũng được. Chia sao? Sợi dây đó. Càng ngày càng ấy à. Trời. Mà em bây giờ mình nói một chút xíu điểm mạnh điểm yếu cho đàn gái biết đi. À, điểm mạnh của em là biết nấu ăn, biết quan tâm với mọi người, nhất là bạn gái. Điểm yếu của em là hơi nóng tánh với hơi ăn nhiều. Giống anh quá. Nóng tánh với ăn nhiều hả? Giống y chang anh luôn. Nóng hơi cỡ nóng nào? Tánh ăn nhiều. Dạ. Nóng cỡ nào cưng? Lúc mà cưng nổi cơn điên nhất là làm gì? Nóng là có nghĩa là những như trong công việc, ví dụ nhiều khi mà mình thấy công việc nó căng thẳng mà có người căng thẳng hơn mình thì mình nói giải thích người ta không hiểu, thì nhiều khi mình hơi lớn tiếng người ta xí rồi mình thấy người ta hơi biết cái gì, hơi biết cái mình nóng thì người ta nhịn đó, thì mình im luôn. Còn người ta cự thì mình chơi luôn. Thấy quá thì mình thôi cút lui cho chắc ăn. Mình im luôn, coi như mình không có cự lại luôn. Dạ. Ồ, vậy cũng lành tính chứ đâu có nóng tính đâu ta. Dạ, tại hơi nóng thôi chị. Hơi nóng. Rồi thích nó ăn, thèm ăn là sao? Em thích ăn là sao? Dạ, nhiều khi á, em mà buồn á là em ăn nhiều lắm. Ồ. Cái đặt em xấu vậy đó, ăn nhiều rồi, chừng nào hết, cơ nghiện rồi đó, em nghỉ ăn à. Chị Vân, chị không có buồn, chị vui, buồn gì chị cũng ăn hết chứ á. Ôi ôi chứ tôi ăn mà thua Linh à. Trời ơi tôi nói thiệt á, cái người mà ăn nhiều hơn á là Linh đó. Mà tại vì trời thương Linh, cái cơ địa nó không có mập thôi. Nói nghe nè em dạ. Em thích những người ăn nhiều không? Dạ em thích người ăn nhiều tại vì giống em mà chị. Vậy hả? Dạ. Rồi đâu để bây giờ mình nói về mình coi. Dạ em thì điểm mạnh của em thì em là một người thích hợp với công tác xã hội. Khéo tay nữa nè. Em rất là thích làm những cái mà gọi là tự tay mình để gửi tặng đến người thân. Nhưng mà những cái gì mà em thích thì em sẽ quyết tâm làm, nhưng mà những cái gì em không thích rồi là không có ai ép em làm được hết. Em thì thích ăn, nhưng mà em ăn có chọn lọc chứ em có nghĩa là giống như buffet vậy đó, em ăn mọi thứ ít
nhưng mà em ăn hoài luôn, có thể suốt ngày em ăn từ sáng tới tối luôn cũng được nữa. Nhưng mà em cũng thích ăn đúng không? Nhưng mà em không ăn nhiều. Dạ. Nhưng mà khẩu vị của em thì giống như người Bắc vậy á. Anh thích ăn là anh về đội của em được rồi anh. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị lười nhát tí, là có nghĩa là em là con một cho nên là những cái công việc nhà thì cũng hơi nhát. Nhưng mà được cái thì em thích chăm sóc người thân, chăm sóc những cái người mà em cảm thấy thân thiết và em là một người sống tình cảm. Dạ. Nhưng mà trai. anh hồi nãy anh nói là anh nóng tính, em về em không biết là em với anh sao nữa, tại vì em cũng bản thân em cũng nóng tính, như em nóng cũng tính đó. Dạ. Nóng tính là cũng như là trong công việc, còn ngoài hết công việc á là anh gắt hiền, nhưng mà nhất là phụ nữ là em yên tâm đi, anh là lúc nào là anh phụ nữ là anh thích nhất, tại vì phụ nữ là hiền, các người đàn ông suy nghĩ như thế nào thì anh không biết, còn riêng bản thân anh thấy là phụ nữ là người nào, nếu mà là phụ nữ là anh rất là thương. Phụ nữ hiền lắm hả? Dạ không, phụ nữ nhiều người, tại mình không chọc người ta đâu có nóng đâu, cho anh mình chọc người ta đó, tại mình chọc là do cái miệng mình chọc, bản thân mình chuốc lấy hết á. Phụ nữ mà chọc đi rồi biết. Dạ em biết mà, phụ nữ là lúc nào cũng phải chiều chuộng, hơi cưng chịu một xí chứ không sao, mình nhịn mà cho nó yên chứ đàn ông hơn thua phụ nữ không tốt rồi này. Anh cưng người yêu dữ không anh? Dạ anh á em. Dạ anh thì nói chung thì ba mấy năm nay anh cũng muốn tìm một mối tình, đang kiếm một người đi hết cuộc đời, là dĩ nhiên là anh là chắc chắn là phụ nữ là anh là cưng, lúc nào cũng là cưng rồi đó, nhưng chưa có cơ hội, không biết sao đây. Nhưng mà sao anh cưng vậy rồi mà ba mấy năm anh vẫn còn? Tại vì lúc trước á thì anh cũng có một mối tình là ở dưới quê. Dạ. Do vật chất gia đình anh thì cũng nói chung là cũng chưa có để lo cho người ta được, rồi người ta cũng đi lấy chồng, rồi anh cũng để cho anh lấy chồng, rồi từ đó giờ anh là cái quan niệm anh là rất là phấn đấu, là có nghĩa là anh đi làm, ví dụ là mình nhắm mình lo cho người phụ nữ được là mình nên lập gia đình, tại vì người đàn ông mà ví dụ mà trụ cột gia đình mà mình không lo được phụ nữ là cũng thiệt thòi cho phụ nữ. Hay quá. Câu này hay đó. Rồi. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Rồi một mối tình duy nhất đó thôi. Chia tay mối tình đó bao lâu rồi? Dạ, chia tay mối tình đó cũng năm nay cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi? Dạ. Mà không có quen mối tình nào khác nữa? Không, tại vì công việc của em á thì nói chung thì cũng em thì lên Sài Gòn thì em đang quyết tâm là lập nghiệp. Ví dụ mình sau này em kiếm một ví dụ mà mình có duyên rồi mình làm mình thấy có ổn định công việc rồi mình sẽ kiếm duyên sau. Cái đó là công việc thì tiền bạc thì ai cũng cần, nhưng mà em cũng cố gắng mình cho dù người đàn ông nó cực cỡ nào mình phải kiếm mình để cho phụ nữ nó khỏe khoắn hơn cho nhưng mà giờ đủ tiền lo cho phụ nữ chưa? Dạ thì cũng không có nhiều cũng không có ít, nhưng mà có thể là bản thân em là chắc có thể là lo được cho phụ nữ. Lo được phụ nữ rồi, dạ, ha. Ok đúng không? Dạ. Rồi vậy khỏe. Ừ, còn em sao? Tình duyên sao nè? Dạ thì thật ra thì em từng trải qua một đời chồng rồi. Em kết hôn năm em 25 tuổi, nhưng mà do hoàn cảnh là em là con một cho nên là em ở bên Long An, còn chồng em ở bên Bến Tre, rồi nhiều vấn đề xảy ra, rồi hai đứa em dẫn đến là không có thể tiếp tục được nữa. Rồi sau khi mà ly hôn á thì thật ra thì em cũng có tìm hiểu ba mối tình, nhưng mà em kiểu giống như em là một người sống thiên về tình cảm, em đặt nặng tình cảm nên cũng người ta cũng dựa vào cái điểm yếu đó của mình mà người ta gạt mình. Dạ cho nên là cũng không đi tới đâu. Nhưng mà hôm nay đi lên chương trình thì mấy chị bạn trong hội bạn thân của em thì cũng nói là quyết tâm là nay lên đây dạ em không tìm người yêu, em tìm chồng. Chồng ơi, anh ở đâu? Em anh đang ở đây nè. Nhưng mà chị hỏi này chút xíu là em đã có con chưa? Dạ em chưa có con. À chưa dạ. Có đúng không? Vậy là cũng đỡ ha. Rồi em trai cảm nhận thế nào khi cô gái kia đã lỡ một lần đò? Nói chung thì mình trên đời này không có gì mà suôn sẻ, cái đường nào mà cũng không suôn sẻ. Mình quan trọng nhất là cái em thì đàn ông thì em không có tính toán gì, cái ví dụ mà có gia đình thì cái đó là khổ, không ai muốn vậy. Nhưng mà bản thân người đàn ông là nếu mà mình là em là không bao giờ nghĩ tới có gia đình hay không có gia đình không có quan trọng, là miễn sao mà cái quá khứ mình gác bỏ qua, mình tính cái tương lai hiện thực tế thôi, chứ em thì không có nghĩ là phải có chồng hay là không có chồng. Em hay đơn giản quá.
được, suy nghĩ rất là tốt. Chào ha. Em dạ chào chị. Trời ơi, có tập tạ không mà sao đô dữ vậy? Có đúng không? Dạ. Lúc trước em tới 100 kg là rồi, mấy người mà người thì thích mập, người không thích mập, thì em mới nói có phương pháp nào không để mình giảm cái cũng có người bạn nói thôi mày đi tập gym đi thì có thể là cải thiện được, ví dụ là không có được giảm ký nó cũng hơi gọn là được xí. Em cũng nhờ người bạn động viên, em cũng gán tập, tập được 3 năm thì em giảm được còn cũng được 8-9 kg. Ồ vậy dạ. Em động viên chị Dân đi em. Chị Dân dễ thương rồi, mập dễ thương, ai mập là dễ thương hết đúng không? Bây giờ dạ. Chị hỏi thiệt em nè, em có thích những người phụ nữ tròn trịa phúc hậu như vậy không? Em thì đơn giản lắm, nếu chung là biết thương yêu và biết nhường nhịn và biết lo lắng cuộc sống hai người gắn kết là được, mập xấu không quan trọng. Em mập là bình cho nó chắc thôi, mập ok đúng không? Dạ tại vì em từng trải qua cái lúc mà em mập mà em biết mà cảm nhận ra cái đó mình hơi bị thiệt thòi. Nhưng mà em thì không có nghĩ là phụ nữ là hay là ốm hay là mập không quan trọng, quan trọng nhất là em thấy là thương phụ là nữ được. Là được rồi là thì em thương rồi. Tại vì em biết không, anh Linh á là vợ của anh ốm quá. Dạ. Ốm đi rồi cái anh nhìn ai cũng thấy người ta mập hết trơn á. Dạ. Chứ thực sự người ta cũng vừa người chứ cũng đâu có mập gì đâu. Tập cho nó chắc lại thôi. Tôi nói cho ông nghe, tôi thịt nạc dâm không đó. Tôi nói cho ông biết á, giờ tập kiểu gì giờ. Nói nghe nè, dạ. Chị nói giỡn thôi. Nhưng mà em thực lòng á, ví dụ như em mơ ước là cái một nửa kia của em sẽ là người như thế nào? Mơ ước nửa của em á thì cũng đơn giản lắm, là biết chuyện và biết thương yêu người lớn, biết tôn trọng người lớn, không có cần phải ngoại hình. Dạ dạ, không cần ngoại hình, cũng nói chung là giản dị lắm, nhan sắc thì cũng bình thường thôi cũng được, không quan trọng với nhan sắc. Con đây một. Chỉ cần tình yêu thôi. Dạ, à con một. Dạ nếu mà con một thì cũng không sao, tại vì em thì cũng quan niệm em là tự lập, mà nói chung là miễn mà sống đâu hạnh phúc là được rồi, không có quan trọng là phải. Thì con một nó đâu có đi. Dạ. Đâu được đâu. Dạ. Phải ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Dạ. Thì em nghĩ sao về điều này? Nói chung là nếu ví dụ mà cha mẹ đi. Bên nào cũng là cha mẹ, nếu mà tạo mình ra là mình phải người lớn, là lúc nào mình phải tôn trọng và kính nể, không có nên cha mẹ, cha mẹ thì có một thôi đúng. Dạ, không không nên phải bên này bên kia, em là người lớn là bên nào em cũng là đặt lên vấn đề là mình phải phụng dưỡng người lớn. Dạ. Mà vừa rồi em nghe bạn nữ bên đây tâm sự về cái cuộc đời của bạn á, như vậy. Dạ. Thì em có e ngại điều gì? Dạ không e ngại, cái đó là em, đó là mình không nên, nếu mà hai người tìm hiểu là quá khứ là mình gác qua bỏ quên đi chị. Mình phải thương người ta hơn. Dạ, dạ nói chung tại vì là phụ nữ tốt. Là phụ nữ nó đúng rồi. Nó trải qua khổ mà. Lắm. Dạ, bạn này nãy giờ okay. Chia sẻ bạn ấy rất là tôi chân thành luôn á. Thì tôi có nói gì tốt đâu, lắm. Tôi nói đàn trai là tôi là tôi số thấy một là đó. Tôi quá ưng gia đình bên đàn trai rồi tôi đó. Tôi còn ưng đàn trai được nói chi ai. Thì đó, thì bây giờ đó ông coi bên đàn gái tôi làm sao nè. Đàn trai sao cũng được hết trơn á, miễn là phụ nữ được rồi. Ừ. Đâu, xích qua tôi coi đàn gái cái coi. Đó, tôi móc coi áo mắt tôi luôn rồi nè. Dạ. Rồi. Dạ, chào anh Nguyên Linh. Ha. Dạ. Dạ, thấy hai chị em như nhau. Đồng màu, đúng đồng tim chất. Luôn. Hai chị em tôi đúng một tim luôn. Đồng màu, đồng chất. Dạ. Được đó. Nếu hai người hợp xứng nhau. Không à, xứng không à. Xứng đó. Dạ, xứng là được rồi. Không, bây giờ nói thật sự là học bấm không quan trọng hết chứ. Quan trọng đấy người ta tập nó còn xuống nữa mà. Dạ. Ha. Nhưng mà bây giờ á, nếu như bây giờ bên đây với bên kia đồng ý thì khoảng dạ. Bao lâu em có thể cho bên đây bước tới? Dạ bước liền luôn đi anh. Bước liền hả? Dạ bước liền. Mở bước cái rào anh cũng muốn bước mà cái rào nó cản em ơi. Xong rồi cái rào quản là em qua hốt liền á. Hốt liền. Được luôn. Dạ vậy bước khỏe liền rồi. Có về làm rễ không? Được không? À, dạ em thật sự ra thì một trong những tiêu chí của em là sẽ một là có nếu mà có khả năng á thì hai vợ chồng sẽ ra riêng, nhưng mà cũng ở gần ba mẹ bên em tại vì hoặc là sẽ ở rể bên nhà em, tại vì nhà em thì cũng hơi neo chí. Em ở với ai? Dạ em ở với ba mẹ. Ở ba đâu? Mẹ em là dạ ở Long An, ba mẹ em là công an về hưu. Huyện nào? Dạ ở ngay tỉnh, ở ngay thành phố Tân An. Thành phố Tân An hả? Dạ đúng rồi. Ồ vậy khỏe rồi, sát bên thành phố Sài Gòn đây mà. Dạ đúng hả? Rồi. Rào mà ảnh còn leo qua được mà Sài Gòn sao ảnh đi không được anh? Đúng dạ. Rồi. Ồ vậy thì ảnh là có thể về đó ở rể được ha. Nhà dạ. Có hai ba mẹ em thôi đúng không? Dạ, với em rồi. Thôi.
Đúng rồi. Ba mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ em thì 56, ba em thì 66. À vậy được. Ồ, rồi vậy là ông bà còn trẻ. Anh về làm trụ cột trong nhà ha, sửa lại mái nhà, điện nước cái gì anh lo hết. Mình khỏe lắm. Anh lo cho em là được rồi. Lo hết luôn. Nhưng mà em á, em thích bạn trai sao? Cái mẫu bạn trai của em. Mẫu bạn trai của em thì cũng đơn giản lắm. Cái điều đầu tiên là sẽ chấp nhận là ở rể. Cái điều thứ hai là không phải con một. Dạ tại vì em là con một rồi cho nên là nếu mà con một nữa thì không thể ở rể được. Dạ cái điều thứ ba thì cũng là cao hơn em một tí xíu. Dạ em không thích người hút thuốc và xăm mình, nhưng mà nhậu thì được. Dạ em nhậu với em là được, còn nhậu với người khác là không được nha. Nhậu đế Gò Đen ha. Anh ơi anh nhậu được không anh? Anh nhậu được em. Dạ đó, Long An thì nổi tiếng là đế Gò Đen đó anh. À anh thì đế nào cũng được mà miễn sao xỉn là được rồi. anh uống được nhiều không anh? Anh thì uống bia thì anh uống được chắc cỡ 6 lon, còn rượu đi chắc nghe nó rượu Gò Đen rồi cũng mạnh lắm, chắc anh uống chắc được xị á. Dạ em mấy chai? Vậy được rồi, dạ em thì cũng sơ sơ khoảng 10 tới 15 chai. Trời ơi. Em băm đi, em uống đi, anh đưa em về không sao đâu. Dạ, dạ được rồi. Hôm nay em đi với hai em gái? Dạ hôm nay em đi chung với lại chị đồng nghiệp của em ạ. Chào chị. Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh, chị Hồng Vân, chào em trai và dạ, quý vị khán giả. Em là chị bạn đồng nghiệp với Xuân An. Thì Xuân An quen biết với Xuân An thì cũng 6-7 năm rồi. Thì em ấy thì vui vẻ, hòa đồng, tính tình cũng tốt lắm. Nhưng mà đôi khi thì cũng tính trẻ con, có khi nóng giận rồi bất đồng. Chứ thì bản thân tôi rất là tốt. Còn em trai bên đây thì theo em nhận ý như từ nãy giờ thì thấy em trai cũng hiền lành, chững chạc. Đây, hai em cho cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ, chuẩn lắm không chị? Cũng tạm tạm. Dạ, ok á. Thấy hiền. Rồi, hiền. Bạn trai bển đi với ai? Dạ, em đi với chị em. Chị ruột hả? Dạ, chị họ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, em là chị họ của Phước. Dạ. Em đến chương trình cũng muốn theo ủng hộ em đó, tìm một người bạn. Dạ. Tính của em Phước thì cũng hiền lắm, hơi cọc tính tí thôi. Dạ. Thế nhắn nhủ không? Bên đàn gái sao? Nhắn nhủ dạ em không? Thấy thì theo chị thì bên đàn gái nhìn thì cũng được, tính cũng được đó, mẫm mỉm dễ thương, mẫm mỉm mà dễ thương. Nhưng mà nhậu thì cũng được. Cho nên là quá được luôn á. Nên là cũng hợp với em. Chị thấy là hai đứa cũng được đó. Cảm ơn chị. Dạ. Rồi thôi bây giờ để ai cũng lớn hết rồi ha, mình mở rào hai bên gặp mặt đi, rồi cái được cái bấm nút cái mình tiến tới luôn. Đúng rồi. Rồi ngày mai về quê rước em gọi là về Vinh luôn, Cần Thơ với Long An cùng chung quê luôn. Mở rào miền Tây. Bắt đầu đi em. Đứng lên nhận quà. Đến tới chương trình đó thì em có hai món quà tặng cho anh. Em được biết là anh không còn mẹ. Thì đây là một cái món quà mà em muốn gửi tới cho ba của anh. Tại vì người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì ai anh nên người tài ba, nhớ công người sinh thành, vì ai mà có anh. Tiếp tục đây rồi. Còn cái món quà thứ hai á là em món quà thứ hai nữa đấy muốn gửi tặng anh đi. Đây là một cây sen đá. Thì sen đá thì nó tượng trưng cho một cái nghị lực vươn lên từ những cái khó khăn nhất. Và cây sen đá này thì nó có hai cái vòi hoa. Thì em nghĩ đây là tượng trưng cho anh, và đây là tượng trưng cho em. Hai cây này quấn nhau vậy thì thôi anh về với em đi cho rồi. Em tặng anh ạ. Anh cũng có quà tặng em. Dạ.
Thì món quà này là chính tay anh làm. Dạ. Mở ra luôn đi cưng. Dạ. Cảm ơn anh. Trời ơi, em đói bụng từ chiều tới giờ luôn á chị. Ồ, là chính tay của em làm á hả? Bữa nay dưới quê, ba em gửi lên cho anh. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn bác ạ. Cảm ơn ạ. Được đó, ăn bưởi được đó em. Đừng ăn gì khác. Dạ. Thôi, quà cáp đã xong, thủ tục đã xong, bắt đầu mình trò chuyện. Dạ. Anh thích phụ nữ, anh quý phụ nữ, nhưng mà khi có em rồi thì anh quý mình em thôi, đừng quý phụ nữ nữa nha anh. Thì có một là đủ rồi, mình nhiều quá người ta nói mình tham, mà tham nhiều khi mà không được gì hết. Mà anh cái bản chất anh là có cái là chung tình. Dạ. Cũng hơi anh, nhút nhát. Anh thấy em sao? Em thì cũng bình thường. Đối với anh thì người bình thường thì anh có cảm tình nhiều hơn. Dạ. Tại vì anh có lúc mà anh có tham gia chương trình á, thì anh cũng có nói á, là mập hay là ốm không quan trọng. Dạ. Quan trọng nhất là cái tấm lòng và cái tâm hồn thôi, chứ vẻ hình ngoài cũng không quan trọng với anh. Dạ. Tại đôi khi em ở trong môi trường công tác là nhà nước, mà em là của bên ban chấp hành đoàn thanh niên và công đoàn của cơ quan, cho nên là em cũng hơi hoạt bát, nhiều khi thì cũng hơi trẻ con một tí, nhưng mà thí dụ như anh chịu khó dỗ em là được. Còn nóng tính thì thật ra thì ai cũng nóng tính hết, ngay cả bản thân em trong công việc thì em cũng rất là nóng tính, nhưng mà thí dụ như anh em nóng anh nguội, anh nóng em nguội, hai đứa mình cùng nguội càng tốt. Không, mà nếu mà em mà nóng á thì anh biết tính em nóng á thì anh sẽ nhịn, nhường nhịn hết. Dạ. Những lúc mà anh nóng nhiều khi anh có quá lời thì cái lúc mà ấy thì em nói thì anh sẽ sửa hà. Dạ. Tại thì tính anh thì nóng thì có nóng, nhưng mà cái nhiều khi nóng lỡ lời á thì tỉnh rồi hết nóng á. Dạ. Thì nói là anh biết điểm anh sai là anh nhận lời thôi, chứ dạ, không có ai xin lỗi thôi, chứ không có hơi eo hẹp thì không có tính kỹ đâu. Công việc của anh thì có thường ngày có bận lắm không anh? Nói chung về công việc của anh á, thì bên chạy xe thì giao hàng thì nhiều khi có bữa thì có hàng, không có bữa thì có khi làm suốt, có khi làm cũng có 12 giờ phia đi xa để giao hàng đó. Cũng bên anh thì bên nhà phân phối sắt thép xây dựng của bên thép Nhật này nè. Dạ. Là phân phối cho các đại lý như thầu hay là nói chung là đâu có công trình là kêu bên hàng bên anh là anh điều trả hết. Rồi nếu mà hai đứa mình quen nhau á, rồi sao anh? Thì tại chủ nhật anh được nghỉ mà. Dạ em thứ bảy chủ nhật em cũng được nghỉ. Thì đó thì đây cũng gần thì anh nói chung thì anh đường xa mấy anh không sợ, mà sợ nhất là em không thương anh thôi. Dạ, tại vì hiện tại thì em đang học chương trình thạc sĩ cũng sắp xong rồi. Thì khoảng chừng 3 tháng nữa thì em sẽ xong chương trình. Thì tới lúc đó thì cũng có nhiều thời gian hơn. Nhưng mà nếu như mà anh thương em rồi thì cách mấy chắc anh cũng qua được ha anh ha? Được. Dạ, còn câu cuối cùng em muốn hỏi là bấm nút đi anh. Anh còn gì hỏi em không anh? Anh không có còn gì hỏi, mình thấy là được rồi. Được rồi ha. Dạ. Em có muốn hát bài gì tặng cho bạn không? Nhiều khi em hát cũng được mà sợ hơi run, không biết hát được không. Kệ nó, được nhiêu hay nhiêu. Dạ, nếu mà em hát gì hơi không khó nghe thì cũng gắng nghe giùm em nha. Rồi, đứng lên, cái bình hát coi. Em đứng lên nghe anh ấy hát. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, chưa gì đã nhớ rồi. Nhớ đông đầy trong lòng mắt, buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng. Ấm lên nổi không? Dạ, em cảm ơn. Anh thấy sức khỏe em khỏe rồi, ấm cổ nổi không? Dạ nổi. Thử coi. Thôi đừng không, ấm. Được. Thôi ngại. Không có gì đâu ngại, ấm thử coi. Dạ thôi em ngại. Dạ. Thôi để tụi em ấm riêng đi anh. Dạ em ấm rồi riêng em gái hát tặng đi. Dạ. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, nói với nhau một câu sẽ đi tròn đến cuối con đường. Nếu cho tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì anh ơi xin anh hãy cứ tin. Tin em nha.
Dạ rồi. Anh dễ tin lắm. Dạ. Rồi, đã bây giờ thấy đến thời khắc mà các bạn để tay nút bấm đi. Thấy cặp này cũng họ ổn rồi đó. Đây nè, nút bấm đây nè. Ngồi xích về xích, là xích. Về Long An, về Tân An. Chuẩn bị. Đếm luôn. Ngon lành luôn. Ngon lành liền. Ôm nhau luôn. Đó, ôm nhau là đó, trời ơi hợp. Hai người cũng hợp lắm nha. Đó. Hợp không anh? Hả? Hợp. Hợp không? Dạ. Em là năng động ha. Dạ. Em là cũng có bằng cấp, có đầy đủ và cái sự giao tiếp uy tín xã hội. Dạ. Bạn này hiền. À, có một mình lủi thủi thôi cũng cô đơn lắm. Dạ. Thôi, hay về Tân An ở luôn. Rồi có gì bạn sắp xếp vô công đoàn chở hàng ở trong công đoàn hay chở đồ đó cũng được. Ha. Được á. Dạ. Được á. Bây giờ nè, em hứa gì với cơ quan của bà xã tương lai với gia đình hai bên đi. Dạ, em cũng không có ít nói mà không biết nói gì. Em nói thật sự là bữa nay em vui lắm, em sẽ cố gắng là những gì mà tốt đẹp nhất là em dành cho phụ nữ. Hay là rồi. Dành cho vợ em. Thôi rồi. Rồi xác nhận luôn rồi, xác nhận luôn rồi. Ôm luôn. Bên kia hùng lại luôn. Ôm chặt cái coi, ôm thật chặt, không biết coi cho đã coi. Trời đất ơi. Để nguyên, để tôi nguyên, tôi chụp tấm hình này. Để nguyên. Tấm này để hình bì rồi. Đừng đứng vô lộn. Thì đây nè, tôi né rồi. Rồi, xong. Nói chung á, hai người dễ thương lắm á. Đám cưới mới mời nha, gần ngang sát bên luôn á. Nha. Dạ. Ừ.